giới thiệu cho quý vị và các bạn một trong những kỹ năng quan trọng nhất khi ở dưới nước, kỹ năng đứng nước. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn động tác tay nhịp 1. Hai tay đưa ra trước, thân người thẳng đứng. Nhịp 1 này, nhịp 2 đưa ra, nhịp 3 đưa xuống, nhịp 4 vẫn cứ như thế chuẩn bị. Thế chuẩn bị. Nhịp 1 co chân, nhịp 2 bẻ chân sang hai bên, nhịp 3 đạp, 1 khép, 1 2 3 1 1 2 3 1. Chân này chúng ta sẽ đạp với tần số nên tiến độ nhanh, mạnh và dứt khoát lòng bàn chân hướng xuống đáy bể. Và cuối cùng chúng ta sẽ ghép lại hai khác chân và tay. Chúng ta sẽ đạp chân trước và quạt tay sau. Nhịp 1 đạp chân, nhịp 2 quạt tay, nhịp 1 đạp chân, nhịp 2 quạt tay. Chúng ta sẽ làm nhanh hơn. Chân, tay, chân, tay, chân, tay. Sau đây chúng ta sẽ bám tay vào vùng bể tập lên dạng trước. Hai chân thì một tay. Quý vị và các bạn. Khi chúng ta đã làm thuần thục, chúng ta sẽ đẩy hai tay ra xa biển, xa bờ. Quý vị và các bạn chú ý quan sát. Lưu ý quan trọng nhất đối với kỹ thuật này là lòng bàn chân hướng xuống đáy bể, lòng bàn tay hướng xuống đáy bể, thân người vuông góc với đáy bể. Và một lưu ý quan trọng nhất là đầu mặt lúc nào trên mặt nước để chúng ta có thể quan sát các hướng di chuyển dễ hơn. Trên đây là bài hướng dẫn kỹ thuật đứng nước. Chúc quý vị và các bạn có trải nghiệm thú vị tại trung tâm Brand Fitness. Xin chào.